Chào mọi người, gần đây mình nhận được rất là nhiều thắc mắc của các bạn về việc là khi mình nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân rồi thì không biết là cơ quan thuế đã nhận được hồ sơ của mình hay chưa, và nếu đã nhận rồi thì tình hình giải quyết hồ sơ của mình như thế nào. Do đó hôm nay mình cập nhật cho các bạn một thông tin mới nhất về cách tra cứu tình hình giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn lưu ý đây là trang web hỗ trợ người nộp thuế riêng của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là chỉ tra cứu được các hồ sơ nộp tại Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục thuế quận huyện trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình tra cứu thông tin của các hồ sơ của mình nộp tại Thành phố Hồ Chí Minh ha. Đầu tiên thì các bạn cũng vào trình duyệt web, và cái địa chỉ web mà hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là hcmtax.gov.vn. Đây là trang web hỗ trợ riêng của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi vào trang web này, các bạn vào mục tra cứu quyết toán thu nhập cá nhân. Ở đây là tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân tự quyết toán thuế. Ở đây có một ô là mã số thuế, thì mình sẽ gõ mã số thuế vào. Ví dụ như ở đây mình có mã số thuế này. Rồi, nếu mà các bạn không biết mã số thuế của mình là gì thì các bạn có thể tra cứu mã số thuế tại địa chỉ đường dẫn này. Và ở đây có hướng dẫn rất là chi tiết, các bạn có thể bấm vào đây. Rồi ở đây mình đang giả sử như mình đã nộp hồ sơ hoàn thuế rồi và mình không biết là hồ sơ của mình đã được giải quyết tới đâu, thì mình sẽ vào đây và mình nhập mã số thuế và mình bấm tra cứu. Rồi sau khi bấm tra cứu thì sẽ hiển thị ra kết quả tra cứu. Ở đây họ tên người nộp thuế, các bạn kiểm tra đúng thông tin họ tên của mình. Rồi các bạn sẽ thấy được cái chi tiết tình hình giải quyết như thế này, là kỳ quyết toán năm nào, hình thức nộp ở đâu, như thế nào, nơi nộp hồ sơ quyết toán, bộ phận xử lý và trạng thái hồ sơ. Thì ở đây trạng thái hồ sơ của mình đang tra cứu là hồ sơ đã xử lý xong, thì mình muốn xem chi tiết qua bên này đã có ghi chú cụ thể như thế này: hồ sơ đã xử lý xong theo quyết định số 89 QĐ-CCT ngày 27 tháng 5 2020. Thì ở đây có nghĩa là hồ sơ này đã được giải quyết xong và đã có quyết định hoàn thuế dành cho hồ sơ của người nộp thuế này. Còn ví dụ như là các bạn nếu mà hồ sơ của mình chưa xử lý xong thì mình sẽ thấy ở cái trạng thái hồ sơ như thế này, ví dụ như hồ sơ đang xử lý hay hồ sơ nộp sai cơ quan thuế hay như thế nào đó, thì tình trạng sẽ được hiển thị hết vào cái trạng thái hồ sơ của như thế này. Thì lúc đó các bạn có thể dễ dàng nắm được cái thông tin hồ sơ của mình. Và nếu có thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ đến cái số điện thoại trên đây luôn. Ở đây cũng cung cấp luôn cho mình số điện thoại để mình có thể liên lạc dễ dàng để mình thắc mắc về cái tình trạng hồ sơ của mình. Rồi vừa rồi là mình hướng dẫn các bạn cách để mình tra cứu tình trạng hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình một cách đơn giản tại nhà. Và các bạn lưu ý là ở đây chỉ là giải quyết hồ sơ của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là những hồ sơ mà chúng ta nộp vào cơ quan thuế là Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hay các chi cục thuế quận, huyện trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì mình mới tra cứu được trên đây. Còn những cái đơn vị khác, ở mình nộp hồ sơ ở những tỉnh thành khác thì mình tra cứu trên đây thì chắc chắn là sẽ không có. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có thắc mắc thì các bạn đừng ngần ngại comment bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất và sớm nhất. Cảm ơn các bạn.